Rồi, giới thiệu nhanh về một cái mẫu mạch mới ha, có nhiều tính năng đột phá mới ha. Đây, có tầng chỉnh EQ 5 band ha, lấy nhớ theo nhạc, reverb, delay echo chuyên nghiệp ha, chống hú, xử lý độc lập ha, còn phát livestream, Bluetooth đời mới nhất ha. Cơ thì bây giờ mình đang sẽ tiến hành test cái mẫu mạch này lên trên thùng loa 5 tấc ha. Rồi, thử tiếng micro ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Alo.